Tập 11. Dạo này con và Pha Kim sao rồi hả? Con cũng đang cố gắng nè ba. Nếu không tại con nhỏ lo ram pha cản trở kế hoạch của con thì con đã thành công từ lâu rồi. Có cần ba nhúng tay vào hay không đây? Cứ chậm chạp như vậy, coi chừng cổ bị bọn cướp lôi vô rừng nữa bây giờ. Lần này có thể sẽ không gặp ba như lần trước đâu. Ngày rằm trăng tròn, cơ thể hổ tinh sẽ có sức mạnh và khát máu hơn bao giờ hết. Ba mong là lý trí của con đủ kiên cường mạnh mẽ để có thể khống chế sức mạnh đang tối trong người của con, Fakina. Liếm gì? Cô chủ loi mất tích. Cậu Fakin, cậu ở đâu? Có tìm được không? Tôi tìm kỹ rồi mà không thấy cô chủ. Em Loi đã về nhà chưa chú? Dạ, mấy thứ quý giá trong phòng của cô chủ vẫn còn đủ, không mất gì hết. Mấy thứ khác ở trong nhà không mất cái gì hết đâu ông chủ. Nếu như không mất đồ đạc, nghĩa là bọn cướp không cần tiền. Mục đích của bọn chúng chỉ là bắt em Loi thôi. Giờ phải làm sao? Có khi nào giống như những gì chú nói không? Bọn cướp bắt cóc em Loi cũng chính là bọn cướp lần trước. Nếu như tụi nó dám tới tận đây, nghĩa là trong nhà này có người tâm địa xấu xa. Chú ơi, con mới nghĩ ra được một chỗ. Có thể mình sẽ tìm được em Loi ở đó. Ông có chắc là lần này con nhỏ Loi ram pha đó mất tích không phải là ông làm không? Vậy mà tôi còn vui mừng, cứ nghĩ là do ông làm chứ. Cũng tại tôi quên mất, người như ông chỉ giỏi nói về tiền bạc thôi. Tôi nói không đúng hả? Ông mau chóng điều tra cho tôi coi tại sao con nhỏ đó mất tích. Ông tuyệt đối không được tự ý hành động. Mọi chuyện đều phải báo với tôi, có hiểu không? Nếu không nghe theo tôi, sau này tôi không giúp đỡ gì cho ông nữa hết. Ba đi ngân hàng gửi tiền về rồi đó hả? Ừ. Con vừa nói chuyện với ai vậy? Bạn con thôi. Ba nuôi con từ nhỏ tới lớn, tánh tình con ba biết rất rõ. Từ nhỏ tới bây giờ, con chưa bao giờ giấu ba chuyện gì. Trời ơi ba à, khi không con phải nói dối ba làm gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi ba. Không cần biết chuyện lớn chuyện nhỏ, con đều phải nói cho ba biết. Giả lại không được dính líu tới bọn xã hội đen, cỡ như con đấu không lại bọn chúng đâu. Dạ, từ giờ trở đi nếu như có chuyện gì, con chắc chắn sẽ nói cho ba biết. Thôi, để con vô trong lấy đồ ăn giặt cho ba ăn nha. Chuyện này cũng lâu lắm rồi. Cách đây hơn 20 năm về trước, ba có một người bạn tên là Akhi. Akhi với ba là đệ tử trong lò võ của sư phụ Măng. Ba và ông ấy đã thề với nhau là sẽ là anh em chí cốt suốt đời của nhau. Akhi có một người vợ tên là Sĩ Phai. Hai vợ chồng sống chung với nhau rất là hạnh phúc. Sau đó họ sinh ra một đứa con trai. Đứa con trai của họ chính là con đó, Fakin. Ừ, ý của ba là con không phải là con trai ruột của ba. Vậy tại sao từ đó tới giờ con lại sống với ba? Ba mẹ ruột con bỏ rơi con sao? Nếu như ba mẹ con vẫn còn sống trên đời này thì hai người họ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu, Fakin à.
Vậy ba mẹ ruột của con đã chết rồi sao ba? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả Ác Khi và Sĩ Phai bị bọn người xấu hãm hại và giết chết. Ba đã cố gắng đuổi theo nhưng mà không đuổi kịp. Nếu không thì con cũng đã chết cùng với mẹ của con luôn rồi Fakina. Ba nói vậy nghĩa là sao? Bọn chúng đã có ý định giết luôn cả con. Nhưng may mắn thay là lúc bọn chúng lấy dao đâm, con dao đã đụng trúng lò mỡ của Hổ Tinh, nằm trong dải quấn người con, làm nó bể ra chảy vào người con. Tác dụng của mỡ Hổ Tinh đó đã làm lành vết thương. Nhờ vậy mà con mới sống được tới ngày hôm nay đó Fakina. Fakin, mở hổ tinh là một loại thần phép rất quý hiếm, có thể làm lành mọi vết thương dù nghiêm trọng tới đâu đi nữa. Nó có thể làm lành cho người đang hấp hối sống khỏe mạnh trở lại, chữa lành tất cả vết thương cả trong và ngoài dù cho nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng tuyệt đối không được xài mở hổ tinh này cho người còn nhỏ chưa đủ 25 tuổi. Nếu không thì người đó chắc chắn sẽ trở thành hổ tinh. Cho nên là con mới trở thành hổ tinh giống như bây giờ. Hồi nãy lúc nguy cấp, ba đã đeo cho con sợi dây nanh hổ mà sư phụ Măng đã trao cho ba, để khống chế linh hồn của hổ tinh trong người con. Và kỳ nhất định phải đeo sợi dây nanh hổ này trong người, tuyệt đối không được tháo ra cho tới khi nào nó đã bước qua 25 tuổi. Nhất định không được tháo ra. Nếu qua cột mốc thời gian đó, lời nguyền của hổ tinh sẽ biến mất. Như vậy Fakin có thể trở lại làm người bình thường. Nếu tháo sợi dây này ra trước 25 tuổi thì chuyện gì sẽ ra sư phụ? Nếu nó không được sợi dây nanh hổ này để khống chế linh hồn của hổ tinh thì Fakin vĩnh viễn sẽ trở thành hổ tinh cho tới lúc chết. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được tháo sợi dây chuyền nanh hổ này trước khi thằng bé đủ 25 tuổi. Còn nhớ cho kỹ đó. Ý của ba là con phải chấp nhận làm hổ tinh như vậy cho tới hết cuộc đời. Fakin, con tập trung nghe ba nói đây. Ba luôn nhắc đi nhắc lại cho con nhiều lần, con không được tháo dây chuyền này ra trước khi con qua 25 tuổi. Nếu con tháo ra dù chỉ một lần thôi thì con sẽ trở thành con hổ tinh cho tới lúc mà con chết đi cũng không thoát được nó đâu. Con hãy thật bình tĩnh, không sao đâu. Thực ra con vẫn có thể sống như những người bình thường khác thôi. Nếu như con chấp nhận mãi mãi không bao giờ tháo sợi dây ra. Tôi tới tìm cô đúng ra đâu? Giờ cô nói là ông Amon có chuyện cần gặp. Dạ, hai người đợi một chút. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Hò, thì ra là ông Amon à. Ông kéo người tới nhà tôi trốt cuộc là muốn gì đây? Ông bình tĩnh lại nghe tôi nói. Tôi tới đây không phải là kiếm chuyện với ông. Tôi có chuyện muốn hỏi con gái ông một chút. Nhưng tôi không có gì để nói với ông hết. Nhưng mà tôi có. Bác sĩ có chuyện gì?
em Lôi đã mất tích rồi. Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi hả bác sĩ? Con gái mất tích thì tới đồn cảnh sát mà tìm chứ ông Mamon. Ông tới làm loạn nhà tôi làm cái gì? Với lại, nhà tôi không hề có con trai. Mà cho dù có con trai thì nó cũng không ngu tới nỗi qua lại với con gái của ông, làm mất mặt gia đình tôi. Tôi xin lỗi ông nếu như tôi đã làm gì khiến ông không hài lòng. Nhưng mà nếu ông là tôi, nhìn thấy con gái của mình mất tích không một dấu vết, tôi nghĩ là ông cũng nóng lòng không khác gì tôi đâu. Trừ khi là ông không yêu thương con gái của mình. Thực sự là tôi cũng phải xin lỗi chú Đam Rong rất nhiều. Tôi chỉ muốn biết là tại sao hồi sáng cô Rúng Đa lại nói với tôi rằng cẩn thận em Lôi sẽ bị cướp bắt đi nữa. Vậy thì tại sao cô lại biết chuyện này xảy ra thêm lần nữa? Bà nói cho con biết đi, bọn người xấu đã giết chết ba Ác Khi và mẹ Sĩ Phai của con là ai? Thiệt tình là bà không biết là ai. Ai đã giết Ác Khi và Sĩ Phai? Những gì xảy ra với Ác Khi và Sĩ Phai và con đều là vì nghiệp mà ra. Nhưng mà con cũng không nên tạo thêm nghiệp nữa, bởi vì nó sẽ luẩn quẩn, cứ trải nghiệp qua lại và không có hồi kết. Vậy chuyện con giết quá nhiều người thì sao hả ba? Như vậy không phải là tạo thêm nghiệp mới hay sao? Bao nhiêu mạng người đã mất đi chỉ vì con biến thành con thú ác độc đó. Con đừng tự trách bản thân của mình nữa Phan Kim, bởi vì những chuyện xảy ra cũng không phải là do con cố ý đâu. Ba đã nói con rồi mà, là do bọn người đó muốn làm hại con trước. Con chỉ là tự vệ bản thân của mình thôi. Không đúng ba, hôm nay ba cũng thấy, xém chút nữa thì con đã làm hại cô Lôi rồi. Nếu như ba không tới kịp thì... Con đã giết chết người con gái mà con yêu nhất rồi. Rồi con sẽ phải chịu đau khổ tuyệt vọng tới cuối đời. Fakin, con phải ở đây đợi ba trở lại nha, không được đi đâu hết. Ba lo công việc xong rồi sẽ quay lại ngay. Ba sẽ về thu dọn đồ đạc. Ba con mình sẽ không làm việc ở hầm mỏ nữa. Ba, ba không cần phải làm như vậy đâu. Ba đã chăm sóc cho con rất lâu rồi. Ba đừng vì con mà chịu khổ nữa. Fakin, ba bỏ con ở đây đi. Chúng ta đã quen cuộc sống cực khổ từ lâu rồi, có gì mà ba phải sợ nữa chứ Fakin? Nhưng mà con sợ một ngày nào đó con sẽ làm hại ba. Con không muốn chuyện đó xảy ra. Tình cảm cho con chúng ta dù có thế nào cũng không thể nào cắt đứt được. Bây giờ con đang phải chịu khổ, ba lại bỏ con một mình để sống cuộc sống thoải mái,
Vậy thì một tiếng ba mà con đã kêu từ nhỏ tới lớn, còn giá trị gì nữa? Ba hứa với con, ba sẽ sớm quay lại thôi. Từ giờ ba sẽ không để cho bất cứ ai làm hại tới con nữa đâu. Cô mau nói cho tôi biết đi, tại sao cô lại biết trước là em lo sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tôi chỉ có lòng tốt nên muốn nhắc nhở bác sĩ vậy thôi. Nhưng thiệt là không ngờ lòng tốt của tôi lại làm cho bác sĩ nghĩ tiêu cực về tôi như vậy đó. Cô có chắc là cô không biết về chuyện này hay không? Bác sĩ đổi nghề chuyển qua làm cảnh sát từ khi nào vậy? Làm gì tra hỏi tôi hoài vậy? Tôi đã nói không biết là không biết mà. Được rồi, mấy người kiếm chuyện đủ chưa? Tôi đã nể mặt bác sĩ lắm rồi đó. Cũng xin mời ông về cho, nếu không tôi sẽ báo án tội quấy rối quyền riêng tư. Ba nghĩ con có chuyện cần nói với ba. Cô đừng lại gần tôi. Tôi đã nói là cô đừng lại gần tôi. Tại sao cậu lại ghét tôi tới như vậy? Tôi mới là người đáng bị ghét. Cô Loi cũng thấy rồi đó. Tôi không phải là con người giống như người ta. Không giống chỗ nào chứ? Fakin, cô mau về nhà đi. Tôi xin cô đó. Nếu cậu muốn tôi về nhà thì cậu cũng phải về chung với tôi. Cô muốn nhìn thấy tôi giết người mới chịu hả? Tôi là con quái vật, nửa người nửa thú. Tôi là hổ thành tinh. Tôi không thể nào sống chung với người khác. Cậu Fakin. Nè, cậu Fakin à. Dừng lại đi, dừng lại Fakin. Tôi kêu cô về nhà đi mà. Nè.
Cô mau về nhà đi, trước khi tôi biến thành con hổ tinh và làm hại cô nhiều hơn. Tôi biết là cậu không cố ý muốn làm hại tới ai hết. Dù cơ thể cậu có biến dạng, nhưng mà tôi tin là trong trái tim cậu vẫn chứa tình yêu thương của loài người nhiều hơn những người bình thường khác. Những người trái tim đen tối còn hơn động vật hoang dã. Tụi mình cùng đi về với nhau đi Fakin. Dù ra sao tôi cũng không thể nào trở thành con người như bình thường được nữa. Cô đi đi. Fakin. Cậu Fakin, đợi tôi một chút. Cậu Fakin. Cậu Fakin. Cậu Fakin à. Nè, cậu định đi đâu vậy Fakin? Cậu Fakin. Đợi đã. Cậu Fakin. Tôi kêu cậu dừng lại mà. Cậu Fakin. Cậu Fakin, đứng lại. Cậu Fakin. Nếu như cậu không về thì tôi cũng không về đâu. Cậu Fakin. Cậu Fakin. Fakin. Cậu ở đâu vậy Fakin? Fakin. Cậu Fakin. Trời ơi. Cậu Fakin. Đưa cho tao 7 loại rễ cây cầm nước sườn sớm. Dạ đây anh. Nước này sẽ làm cho cơ thể của tao bất khả xâm phạm. Nếu làm đủ 9 lần thì móng vuốt của hổ tinh cũng không thể làm được gì tao. Anh à, vậy chừng nào em mới được học cái này vậy? Người như mày vẫn chưa đủ trình độ đâu. Tiếc là không có con dao thần đầu hổ ở đây. Nếu không tao có thể giết nó dễ dàng rồi. Nếu như mày mò được con dao thần đầu hổ cho tao thì tao đâu cần cực khổ như bây giờ. Nhưng mà em cũng cố hết sức rồi mà anh. Được rồi, bỏ đi. Mày ra ngoài canh cửa cho tao, không được để ai vào làm phiền cho tới khi tao đi ra ngoài. Dạ anh.
Cậu Fakin, tôi nói là cô về nhà đi. Thì cậu với tôi về luôn đi. Nè, cậu đứng lại đó đi. Tôi sẽ không để cho cậu đi đâu nữa hết. Tôi xuống suối tắm chứ làm gì. Nếu như cô không muốn nhìn thấy tôi quả thân thì cô đi chỗ khác đi. Cậu muốn tắm thì xuống tắm lẹ giùm đi, tôi đứng đây đợi. Đồ điên mà, tự nhiên cởi đồ trước mặt của tôi. Cậu Fakin, cậu Fakin, cậu xong chưa vậy hả? Cậu Fakin, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng chịu thua cậu sao? Cô Loi đang làm gì đó? Thì tôi định nấu cơm cho cậu ăn nè. Đây nè, thấy chưa? Tôi hái rất nhiều rau về. Cái này người ta gọi là lá dương sỉ. Nhìn nó hơi giống rau dến, nhưng mà không ăn được. Còn loại lá tròn này, người ta gọi là cây ráy. Có thể là nhìn hơi giống dọc mùng, nhưng mà nếu con người ăn trúng nó thì chất độc trong lá của nó sẽ làm cho cổ họng bị kích ứng, cứng lưỡi, cứng họng tới nỗi không nói được. Ai mà giỏi được như cậu chứ. Uổng công mình có lòng tốt giúp người. Tôi định vô rừng hái rau. Nếu như cô muốn đi theo thì cứ đi nha. Theo cậu cũng được. Chú Fana, chú Fana, chú Fana. À, ta cô. Có chuyện gì mà kêu lớn vậy? Chú về tới nhà thiệt là mừng quá. Chú có biết tin gì chưa? Xảy ra chuyện lớn rồi. Là chuyện gì? Chuyện của cô chủ Loi đó chú. Cô chủ bị bọn cướp bắt cóc. Chú Fana mau tới gặp ông chủ nha chú. Được, được rồi, được rồi. Fana, còn Fakin ở đâu? Nó có về chung hay không? Tôi vẫn chưa tìm thấy nó nữa. Vậy sao cậu lại quay về đây? Cũng tại tôi quên em thêm một ít thuốc. Tôi sợ lúc gặp Fakin, lỡ như Fakin bị thương nặng thì không có thuốc chữa. Cậu về là tốt rồi.
Con bé Lôi mất tích từ sáng tới giờ. Tôi đang nghi ngờ chuyện này do đám cướp lần trước. Quay lại bắt cóc con gái của tôi đi. Bây giờ chỉ có mình cậu có thể lần theo dấu vết để cứu con gái tôi. Dạ được. Thấy chưa, cơm hết sống rồi. Chỉ là nấu được nồi cơm mà đã vui vậy sao? Tất nhiên rồi. Nhưng mà rau xào của cậu có chắc là ăn được không? Thì ăn thử mới biết chứ. Nhìn cô hình như là không đói bụng lắm. Mà ở đây còn ai khác nữa đâu. Không biết là ai đánh trống bụng lớn ghê ha. Thì tại cậu đó, dẫn tôi đi mệt gần chết luôn. Nè, cô ăn đi. Cô thấy ngon không? Ừ. Cô ăn từ từ cũng được, cơm dính miệng được kìa. Cô Lôi không còn sợ tôi nữa hả? Tại sao tôi lại phải sợ? Người con trai yêu tôi chứ. Sao tự nhiên cô Lôi lại nghĩ vậy? Không lẽ cô Lôi... Tôi muốn nghĩ gì cũng được, không liên quan gì tới cậu. Điều quan trọng là tôi nghĩ đúng mà, đúng không? Nếu như cô không chịu nói cho tôi biết thì tôi sẽ biến thành hổ tinh đó. Đau quá cô Lôi. Ai bịa cậu chọc ghẹo tôi làm gì? Tôi nói trước cho cậu biết, lần sau không phải đồ múc cơm đâu đó. Chứ cô định lấy gì đánh tôi? Đưa tay đây. Nhánh. Cái này người ta kêu là mưa sao băng. Sao cô Lo lại biết được? Hồi đó tôi có học, nhưng không nghĩ là có cơ hội được nhìn thấy tận mắt. Nghe người ta nói mưa sao băng không có thường xuyên đâu, lâu lâu mới có một lần thôi. Nếu ai có cơ hội nhìn thấy, coi như người đó rất là may mắn. Mau nhắm mắt lại cầu nguyện đi, Phát Kiên. Mau lên.
coi đi, sao băng kìa. Từ nhỏ tới lớn tôi mới nhìn thấy sao băng, liệu không biết có phải điểm xấu hay không nữa. Sao băng chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Fana, cậu có tìm được manh mối gì chưa? Dạ chưa tìm thấy, nhưng mà tôi nghĩ là cũng gần chỗ lần trước mà mình tìm thấy cô chủ lôi. Nào, mọi người đi nhanh hơn một chút đi. Dạ. Trời ơi, đẹp quá đi Fagin. Con trai của ông đi đuổi giết dân làng. Tôi ở đây. Sao trưởng làng nói cậu ta là hổ tinh ở trong rừng? Nếu như Fagin thật sự là hổ tinh thì giờ này người trong nhà tôi chắc đã chết hết rồi. Số của hai thí chủ là nghiệt duyên, dù có làm cách gì đi nữa thì cũng phải rời xa nhau, kiếp này không thể sống chung với nhau được. Nếu hôm nay nó chưa tin, ngày mai nhất định phải làm cho nó tin. Có cách nào tốt đâu. Nếu vết thương nó có thể tự lành thì mình sẽ lợi dụng điểm này, phải làm cho dân làng thấy nó thực sự là một con hổ tinh. Tôi không có nhu cầu làm chuyện khùng điên như vậy. Nà. Anh Fagin. Anh Fagin.